Rồi bonsai Kim Sơn thân chào nhà mình luôn nha. Chúc nhà mình xem tin vui vẻ và an lành luôn. Thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây dúi hay còn gọi là hòn anh mọc nha. Cây này có mã số là 241. 241. Cây này cũng đã sống khỏe rồi. Nhưng mà mình giao lưu không chậu nha. Cái chậu này là chậu xi măng đúc nuôi thôi. Nếu mà cặp xe đồ thì mình còn gửi chậu được, chứ còn mà không thì mình không có gửi chậu nha. Gửi dịch vụ là mình không có gửi chậu. Gửi chậu là đổ nợ luôn. Rồi, cái hoành ngay chỗ đây nè, hoành hai cái thân đây nè, mình đo được là 52. Còn cái hoành gốc ngay chỗ này mình đo được là 61. Còn cái hoành thân ngay chỗ đây nè là mình đo được là 21. Cây cao từ mặt đất lên trên ngọn là được 70. Đang nằm cái chậu nuôi, đường kính lọt lòng là 54. Cây này mình xin giao lưu là 2.500k, bao ship không chậu nha. Cây khá là quái. Cây này nó ăn cái quái đây nè, ăn hai cái sừng trâu đây nè. Quá đẹp. Cò rất là nhặt và quái luôn nha. Đó. Rất là phê. 2.500k bao ship không chậu nha. Ở dưới đây rễ cũng khá là đẹp nha. Cây khá là quái đẹp. Rồi mình di chuyển qua bên phía sau nha. Ở đây nó có quất sẹo, về mình xử lý lại luôn nha. Wow, nhìn cái cò này. Người chơi bonsai mà nhìn mấy cái cò này là thích lắm. Quái. Phôi rất là tương lai luôn nha. Rồi sơn xin qua cây này luôn.